Vâng, chúng ta đến với trận thi đấu chung kết giữa Mất Đêm Tình và N1. Và tôi nhìn thấy một cái quân mà làm tôi không vui một chút nào cả. AC Milan đối đầu với Roman, một kẻ đấu mà có thể gọi là đổi bằng kẻ đấu ở trận thi đấu thứ 3 giữa N1 Mất Đêm Tình. Và trận đấu đó thì N1 cầm AC, trong cái đó Mất Đêm Tình là cầm Roman. Và trận đấu đó Roman của Mất Đêm Tình đã thắng. Còn ở trận thi đấu này sẽ đổi ngược lại, N1 lại là người cầm Roman, còn Mất Đêm Tình lại là người cầm AC Milan. Một trong những tay cùng cực cứng của Trung Quốc được cầm AC. Và N1 sẽ phải làm như thế nào để có được một chiến thắng ở trong trận thi đấu này. Tốt rồi, xong luôn. Dấu U đi. Bây giờ trách nhiệm Tutti là phải ôm bãi vàng. Đừng đào vàng trước. Một tên mấy và đã không biết đâu. Màu 3 vẫn chưa biết là hù của Tutti giống đi đâu. Cần có lạc đà để đi chạy. Vâng, bây giờ thì và bây giờ tiếp tục là lùa thêm những đàn hiệu về. Một trận đấu mà tôi đánh giá là cửa rất khó dành cho N1. Cố lên. Phải thật cẩn trọng với những tên như này. Cha dấu. Và đem một câu cố lên dịch theo tiếng Trung Quốc. Và Trung Quốc thì tôi cũng biết một vài tiếng. Đại khái như là xin tiền này, xin chào này. Và cố lên này kiểu. Vâng, vẫn các bạn hỏi đánh quần chiến. Vâng, thực sự là mình trả lời câu này rất nhiều lần rồi, không biết là trả lời đến bao lần rồi. Có lẽ đây là thứ 5 và cũng là lần cuối cùng mình sẽ trả lời các bạn. Vâng, sau khi thi đấu xong 2 vòng đấu so random, nghĩa là xong vòng đấu 148 và sau vòng đấu 124, thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thể loại solo AC. Vâng, vòng quần chiến để tranh giải nhất, giải nhì và giải ba. Còn chúng ta sẽ quay trở lại ở trận này. Vâng, cái bài của N1 đang là tu đồn. Vâng, bài của anh là một bài khung. Dừng là khá nhiều. Đồn về có 2 đàn vòi cộng với 1 đàn hiệu. Vâng, và thay mặt ban tổ chức đoàn du đấu, chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đồng hành cùng đội tuyển AOE M88 du đấu tại Hồng Châu Trung Quốc vào năm 2016. Xin cảm ơn nhà tài trợ Kim Cương M88 và quán game Đèn Đỏ. Và cũng xin cảm ơn ca sĩ Mai Anh Quý đã ủng hộ các game thủ của chúng ta 3 triệu đồng tiền mặt mỗi người khi mà lọt được vào top 3 giải đấu trong thể loại AC Milan và thể loại Solo Dome. Và N1 đang có một cái bài tương đối ổn và chiến thắng, cơ hội chiến thắng dành anh vẫn là khá cao với một cái bài đẹp. Cẩn thận! No, đừng có chết dần. Vâng, chết dần bây giờ thì không khác gì là một cái trận thua. Một trận đấu mạnh cần phải chắc chịu từng tí một. 26 dần. À chà. Vâng, đánh khá nhiều dần trận này nhưng mà đối đầu một ASEAN tôi nghĩ được khả năng và một trận đấu đánh nhiều dần là quyết định hợp lý. Vâng, N1 đang quyết định đánh đôi công với Bất Liễu Tình, mặc dù Bất Liễu Tình là một game thủ cầm AC. Không vấn đề gì cả. Vâng, ăn thêm cái đàn hiệu nữa, đàn hiệu 7 con, đàn hiệu khá to. Một trận đấu mà N1 có 2 chiếc ABS. Và anh sẽ đánh cái gì, đừng có nói tôi đánh sóc đơn nha, tôi nghĩ nên đánh chém. Bởi vì cứ đánh sóc đơn chẳng nữa mà những con sóc đơn mà đối đầu với những con cùng đỏ của ASEAN thì nó không khác gì là không cái giấy vâng trứng chọi đá cả. Bởi sóc đơn nó chỉ có số lượng thôi chứ nó yếu lắm. Máu là yếu hơn, những con chém công thì nó cũng yếu hơn. Và người ta gọi một tên gọi khác của những con sóc đơn đó là những con sóc giấy. Nhưng phải thật cẩn thận trong trận đấu này, đây là trận chung kết của anh rồi. Bên phía bên kia thì AC Milan của Bất Liễu Tình chỉ đánh với 25 dân. BM và đây sẽ là BL. N1 là người dường như lên đời sớm hơn. Lên đời sớm hơn. Vâng, kích đời ở 13-19, một trận ép đời tương đối tốt dành cho N1. Vâng, đào vàng thanh ơi, đừng có nâng cấp chặt gỗ và đánh sóc đơn, em không thích điều này một tí đâu cả.
Vâng, xây ruộng trước cũng được. Hiện tại lực không có, xây ruộng trước trong video đó là hợp lý. Vâng, vàng ở đâu? Vâng, hơi xa. Ngựa giò đang được xin và đẩy thẳng lên góc 12 giờ sẽ gặp nhà của ai. Và anh được gấp chặt gỗ. Đào vàng. Như vậy là nâng cấp, vâng, nâng cấp đào vàng cũng hợp lý. Tôi nghĩ là một trận anh muốn đánh trâu chém và chuyện nâng cấp đào vàng có chuyện có thể hiểu được. Đào vàng hơi muộn, mà bên cạnh đó thế lực của anh không phải là quá khỏe, các bạn có thể nhìn ra rồi. Nhà có bất điều tình nào đâu đây rồi, vâng, đi đâu được từ từ trò chém ơ xong đuổi theo. Vâng, đây là bãi ăn hoang của bất liễu tình. Vâng, tại sao anh không đuổi, tại sao anh không đuổi theo? Đúng rồi, đuổi theo hợp lý. Vâng, chờ họ đặt chữ BG. Vâng, chờ họ ăn quà sau đó thì tôi, vâng, khi nào chém đến thì tôi mới giải quyết. Vâng, đây rồi, đi đâu ôm cua xuống góc 6 giờ, đi ở giữa bản đồ và ôm cua xuống góc 6 giờ. Nhưng mà N1 cũng là một cái tay mà ăn chơi khét tiếng, ăn chơi khét tiếng. Các bạn nhìn trên Facebook cá nhân của N1 của anh sang đùm bài liên tục, và một tuần sang 2 lần vào ngày thứ bảy chủ nhật để có thể gom về cho mình rất nhiều những vâng, đại khái là gom về rất nhiều những cái vâng, những cái gì nhỉ, tôi quên mất rồi. Mà tôi cứ bỏ qua mấy liên thuyền đi, chúng ta quay trở lại với trận đấu này. Vâng, game thủ bất liễu tình đang một đội dần rất to điền hoàng, bây giờ thì anh tách dần. Mà pha cách tách dần rất tốt, cũng bánh xe lên dọc. Cẩn thận. Vâng, thế như vậy là He He đã vượt qua game thủ. Em thắng ai nhỉ, He nhỉ? Thắng ai đấy? Võ lực à? Em thắng võ lực à? Vâng, như vậy là thông tin về là He cuối cùng đã vượt qua được võ lực thì số 32 rồi. Còn N1 thì không biết có vượt qua được bất liễu tình hay không. Đây, cung đỏ bắt đầu có, tung ra đầu tiên của bất liễu tình cũng đã bắt đầu có. Và đây là bãi ăn hoàng của game thủ N1. À, bãi hoàng của game thủ bất liễu tình. Biết còn ăn không? Nhưng mà đã không ăn. N1 mới chỉ ăn được một vài con nông dân của bất liễu tình mà thôi. Khá đông. Vâng, nhà chính họ vẫn đang còn vòi. Một vài bất liễu tình dường như là giàu. N1 đang hàng 2 là vắt đều. Và anh em muốn công của nhà bất liễu tình ở trong tình huống này. Không biết có công được không? Vâng, cung đỏ khá đông, 2 tơn rồi. 2 tơn là 8 con. Tôi quay về đánh phát triển được. Nói chung là Roman phát triển cũng chả xoắn gì những con cung đỏ của AC cả. Bởi vì Roman là một loại quân mà có khả năng phát triển rất tốt. Bên cạnh đó thì những con chém của Roman cũng là những con chém đầy đủ công nghệ ở đời 3. Vâng, vừa có chém 4 và vừa có đầu máu. Bánh xe. Vâng, cung đỏ của Isidan bắt đầu tới nhà N1 và N1 vẫn chưa có anh xe. Đang trên con đường nâng cấp rồi. Các anh phải cho nhiều dân ăn vàng hơn. Cung đỏ đang bắn khá đau. Đây rồi, một tuần đi quân lối đi tới bất liễu tình. Ôi, nhưng mà cung đỏ đông thế à rồi. Mà đây như này lây đến con chém. Vâng, chém thì chém vào những con cung đỏ thì không được cộng đam, nhưng mà vấn đề là rằng cái số lượng máu của nó là rất nhiều. Vâng, tôi không nghĩ ăn như vậy là không có vàng, chuyển sang đánh sóng đơn thì cũng hợp lý thôi. Nếu một cần phải đào thêm mới vàng nữa. Vâng, vàng đâu rồi? Cái map nó có một vàng thôi à? Cái lúc nó bị reset đang ngồi đây đâu. Vâng, bây giờ thì timeline của N1 vẫn đang là 40. Nhưng mà hãy để ý rằng cù đầu AC đang tụ lại rất nhiều. À đây rồi, bay vàng thứ hai đây rồi. Vâng, sóc chém rồi, sóc chém này nha. Đừng có sóc, đừng sóc sóc đơn. Sóc đơn có nó cũng chỉ có tham thôi. Chứ nó, được rồi, ok. Nâng cấp chém 4. Và để ý sóc chém đều. Sóc chém thật đều nào. No 1. Sắp. Vậy một tuần cung đỏ. Ủa đồ thế. Và có rắp cung đỏ họ đang ngập tràn. Các bạn đã có sắp 4 này chưa? Có rắp 4 thì có vẻ là tương đối khó dành cho No 1. Cái xe. Thông tin tôi nhận về là Gunny bị loại.
À thế như vậy là Gunny thắng ba không, tôi nhầm. Và tư tưởng một tay tay và Gunny thực ra là cũng thi đấu cũng không tốt lắm, nhưng mà anh thua thì tôi không nghĩ đến cái điều đến điều mà Gunny thua. Vâng, tham lai của nó một đang là 46, một tham lai không hề nhỏ, nhưng mà cô đấy xì tụ được vào là quá đông. Ở nhà thì vâng, ở nhà họ có cũng khoảng tầm chục con rào thủ ở nhà, và trận này là một trận khó dành cho nó một rồi khi bất lưỡng tình đã tụ được quá đông những con cung đỏ, không có lực để có thể nâng cấp cái đầu máu. Tình huống rồi là tình huống ăn được khá nhiều dân, khoảng tầm 5 con nông dân. Nông một vẫn đang rất cố gắng. Khó quá. Vâng, bên phía bên kia thì bất lưu tình với con QRC đang quá khó chịu, và công của nhà có một nếu một tham lai chỉ còn là 35/56. Một trận mà nhà một nhà anh chém và nhà anh cung nó ở quá xa nhau. Cảm thấy nhà của nó một thì nằm ở góc 3 giờ, trong khi đó nhà của bất lưu tình nằm tới góc 9 giờ. Cái việc mà những con chém của nó một chạy sang nhà của bất lưu tình thì lúc đó bất lưu tình cũng đã có bánh xe rồi, cũng có bánh xe và cũng bắt đầu sắp con cung rồi. Bên nó một chuyển sang chế độ ăn hoang sóc cung, ăn hoàng sóc chém. Chơi trong tuần này bây giờ bắt buộc phải chơi thôi. Tuần này có chơi được không? Vâng, chém đấy là chém 4. Nhưng mà cũng cung R cũng là cung R giáp 4 rồi. Tôi chưa nhìn thấy cung R, nhưng mà tôi khẳng định các bạn là giáp 4 rồi. Chém chém rất lâu mới có thể chết được một con cung R. Ăn hoàng thêm một vãi quả. Vâng, như vậy là game thủ đầu tiên của Việt Nam bị loại ở trong giải đấu solo ở vòng loại về chung thể loại solo random, đó chính là game thủ No 1. Vâng, anh để thua bất hiếu tình với tỷ số 3-2, một trận đấu mà rất đáng tiếc dành cho anh, rất đáng tiếc dành cho No 1. Như vậy là đã có một đại diện của Trung Quốc đã lọt được vào vòng trong. Chúc mừng bất hiếu tình. Và một ít phút nữa thôi, chúng tôi sẽ đến với tôi sẽ cập nhật cái thể lệ bốc thăm, vâng, cái bảng được bốc thăm bằng